nó có cho nhiều dầu lên điện nắng điện trong giá nhiều dầu trong thịt trong còn nhiều dầu thì mỗi cái phải nhẹ nhiều dầu đi na nó ta thì mà một khớn tông lên chân tông nhiều chân tông nó còn nhiều dầu mà trong thịt từ chỗ đổ rồi đi lợp tổ nó bự to, nó sẽ giống là sò đó, phở ăn nó chẳng nhiều á, phở ăn. Nó bây giờ bắt tựa. Tựa, nhiều dầu mà chúng tia. Có nhiều dầu thì mỏ với phải nhà em nhiều dầu, để cho nó ngon còn. Tôi một khấn đồng xí có nhờ dân thì chẳng nó ta mà một khấn đồng giao lên cho tôi để ăn con nhìn đi cho nhé ít bơ ít lên thì mà sửa cho nó sửa cho nó thì mình dân mà thính như thế nhờ dân ít ra mà thính như nó không trên đường nó mất tên, khâu lá nó chè vào tai, mất nó sò, mất tiền đó là sò rồi.